chào, Quý Khang xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 mỗi tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với lại hai đội chơi. Chúng ta cùng qua bên đây. Xin chào các bạn, chào anh. Bây giờ chúng ta giới thiệu đôi nét về tên của đội mình đi ạ. Mời Thùy bắt đầu. Dạ, em xin chào mọi người. Em là Như Thùy, em là một diễn viên. Còn em? Dạ, xin chào quý vị khán giả. Em là Ngọc Hoa, là diễn viên tự do. Dạ, anh Nhật Tinh Anh thì quá quen với mọi người đúng không ạ? Bây giờ có gì giới thiệu khác lạ về anh không? Thì trước đây anh là ca sĩ. Dạ. Rồi, mọi người đã biết rồi. Nhưng mà hôm nay thì hợp tác thêm hai đứa bé nhỏ này á. Làm thêm bất động sản á. Là bây giờ là cả ba đứa là nhà bất động sản. Là ca sĩ kim bất động sản. Nhóm là quyết định là lấy một cái tên rất là dễ thương. Bảy miếng đất. Yeah. Họ là đội mà Nguyên Khang phải lưu tâm. Tại vì sao? Họ là hội đề gia bất động sản. Dạ. Mà Khang lại rất là hợp với những gì thiên về đất đai. Dạ. Chào mừng đội nha, yêu đội lắm nha. Yêu. Mình lên này. Mới nghe là thấy đội mình giới thiệu chưa? Rồi. Bên đội mình sao? Bên đội mình nè, nói sao anh yêu nè, anh mê bất động sản lắm nè. Anh mê bất động sản hả? Dạ, em đội có mình, anh mê em lắm có 100 cây vàng. Oh my god, hết yêu bên đây nè nha, bên yêu bên đây nha. 100 cây vàng. Dạ. Nhưng mà sao biết ổng đeo không? Sao không đeo? Sao bị cướp. Đúng rồi, em gửi cho ngân hàng hết trơn rồi. Tuyệt vời, vậy là đội mình tên gì? Tên gì anh? Người ta dành làm giàu hết rồi, mình phải dành tình nghĩa thôi. Đúng rồi. Huynh đệ ơi đi. Huynh đệ ơi, giặt cho ta đi có 7 trái vàng bên đây huynh đệ ơi là ok rồi. Giờ từng thành viên giới thiệu đi. Mình là Lâm Hùng. Dạ. Yeah. Đây là chị Nghinh Lộc. Em là Nghinh Lộc. Diễn viên trẻ. Trẻ là trẻ con nít Võ Ngọc Tân. Em mới 14 tuổi. À, hay quá. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần thi đầu tiên. Chào mừng quý vị đang cùng đến với vòng 1 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao.